Hôm nay báo giá tổng bại với những mẫu xe còn lại bên Trần Anh với An Sơn nè. Đây là mẫu Lacetti nha, giá bán công khai là 115. Anh em mua Trần Anh sẽ bớt lọc lé cho anh em 5 triệu. Và cái thứ hai là Trần Anh sẽ hỗ trợ góp 30 triệu. Xe đẹp máy êm nha, không cứng lỗ nha. Hồ sơ ký rút được đầy đủ cho anh em. Góp bên Trần Anh đó, mỗi tháng cô chú anh chị chỉ có 5 triệu đồng thôi. 5 triệu đồng là đã nhận được một mẫu xe rồi. Đây anh em, mẫu Lacetti 2009. Dòng này có việc mép dẫn đường đầy đủ tất cả các tính năng trên kính lái rồi. Anh em lấy về anh em chạy gia đình. 1.6 chạy 7 lít. Cái thứ hai là bảo dưỡng phụ tùng, cái này rất là dễ nha. Rất là dễ bảo dưỡng. Tại vì đồ của Daegu thì bà con quăng một cái gara nào nhỏ nhất anh em cũng có đồ cho anh em sửa. Cho nên đồ Trần Anh gọi là đồ quốc dân á. Mẫu xe quốc dân đó anh em. 69222. Qua bên đây tiếp tục. Matiz, Matiz 40 triệu. Xe đời 2000. Nó được cái đồng đẹp máy êm. Có cỏ thôi, mua về tập chạy tập lái anh em. Đây là mẫu xe nhập Hyundai Accent, hàng nhập khẩu, xe này Trần Anh bán rồi, mai giao cho khách. Ford Laser. Đây là mẫu Ford Laser 1.6 nè. So về cùng phân khúc mẫu Ford Laser với dòng Nubira, với Kia Ventura thì nó đó anh em. Anh em đi mẫu thì sướng cực kỳ. Trần Anh bán một cái mức giá rất là hợp lý, 58 triệu. Anh em mua bớt cho 3 triệu còn 55 triệu. Mẫu Ford Laser máy móc Trần Anh bảo hành cho anh em 2 tháng máy số. Anh em thấy cái xe cỏ mà Trần Anh dám bảo hành cho anh em như vậy là anh em biết cái chất xe rồi, máy êm tuyệt vời. Đi dòng Ford rất là lành nha bà con, lành tính, đồ đẹp của Ford mà. Xe này thì Trần Anh bao tranh chấp thôi nha anh em. Anh em chạy chán rồi anh em quăng lại cho Trần Anh mua lại. Được cái máy ngon, chủ nhà bọc ghế mới, màn hình Android, mâm đúc theo xe, full hết toàn bộ tất cả các tính năng rồi. Đăng kiểm đến tháng 7/2024. Anh em thích mẫu này thì anh em alo luôn cho Trần Anh nha. Đây là mẫu xe bằng giá tiền Nubira thôi. Anh em chọn Ford, nếu anh em nghe Trần Anh đi, anh em tin Trần Anh đi, anh em lấy Ford anh em chạy, anh em đạp 500-700 cây Trần Anh bao anh em, không có chuyện nằm đường đâu. Bên đây là còn tiếp tục một mẫu Ventura đời 2011 nè. Đời cao luôn anh em. Cụm đèn trước chủ nhà thay mới, là 4 vỏ tương đối là khá mới. Nước sơn đẹp, được cái nội thất chủ nhà full option đồ chơi rồi. Đây anh chị, đây là nội thất nè. Hệ thống gương cụp mở chủ nhà lên, gương chỉnh điện lên nè. Ghế là bọc toàn bộ hệ thống ghế xịn hết toàn diện trên chiếc xe rồi nha cô chú anh chị. Hàng đẹp lắm. Anh em thấy không? Nè, ghế nè. Mới tinh luôn. Được cái đời cao. Gia đình đi Ventura form cũng đẹp. Nói chung mẫu Ventura với mẫu Lacetti là nó cùng một hãng. Nó khác nhau về cái form thôi. Form em này thì nhỏ nhắn xinh xinh, còn em kia thì dài đòn nhưng mà đi lại ngược lại là rất là đầm. Mẫu Lacetti và mẫu Ventura cũng vậy anh em. Em thấy đẹp không? Keo chỉ là rin 100% nguyên chất con bò cười. Được chưa? Anh em thích mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh ô tô. Giá Trần Anh đang bán là 140. Anh em mua Trần Anh sẽ có bớt 10 cho anh em, còn 130. Ok chưa anh em? Tiếp tục vô đây rồi anh em. Hàng loạt xe giá rẻ cho anh em đây. Đây là mẫu Kia. Chúng ta sẽ đi thành 3 hàng, 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng. Đi 3 hàng nha. Kia Picanto đời 2013 bản AT, máy số rin hết. Đây anh em. Picanto số tự động nha anh em. Giá thành thì quá hợp lý luôn. 240 mẫu này anh em mua cho anh sẽ bớt cho 5 triệu còn 235. Hỗ trợ góp cho anh em 30 triệu mẫu này. Góp với Trần Anh nha, là không có lãi suất đâu nha. Mua giá nào góp giá đó, mỗi tháng chỉ góp 5 triệu thôi. Đó, 5 triệu thì tính ra một ngày anh chị có bỏ ra 100 mấy chục ngàn à. Đó, anh chị thấy hợp lý không? Đó, Picanto full LED nè. Đèn phía sau là full LED và trước cũng là full LED. Bản này thì y chang bản SI, không khác cái gì đâu. Nhưng mà được cái nó là hàng Picanto nha cô chú anh chị. Tích hợp xi nhan máy 1.25 4 máy. Đèn trước cũng full LED luôn nè. Giá quá rẻ với mẫu này cho anh em luôn. Anh em kết mẫu này alo cho em. Đây, đây là Lacetti là 2012 thì phải. Máy là máy mới, máy của Crew nha bà con, giá cũng có 100 mấy chục chai thôi. Đây anh em thấy đẹp không? Họ đồ chơi option cũng full hết toàn bộ tất cả các tính năng rồi. Máy móc thì Trần Anh, bà con lên đây đi, Trần Anh chạy thử, lái thử, thích là thì mua, không thích thì mình giao lưu xe khác, xe nhiều lắm. Trần Anh mua bán xe, anh chị có xe bán cho Trần Anh cảm ơn nha. Đó,
mẫu lai sách tay đời cao luôn, 2012 đây. Em này là sản xuất 2012 luôn. Cô chú anh chị ạ, 140 bớt 10 còn 130, đăng kiểm tháng 2 2025. Avel, đây là mẫu Avel. Avel nè, anh em thích Avel thì có Avel cho anh em đây. Anh em thấy hàng chuẩn chuẩn chu không, đẹp không? Keo chỉ em này là nguyên si hết nha, keo là keo rin hết toàn bộ, không cứng không lỗi. Nói gia đình thì lấy mẫu này về. Nói chung xe cũ thì không có thể tránh khỏi ba cái chuyện sơn si sơn lại dặm thuốc rồi bình thường anh em, cả miếng ve luôn. Đó, dấu thập dấu cộng, hồ sơ ký rút được. Đèn này thì Trần Anh thay đèn mới cho anh em nè. Đó, mua cái xe cỏ về mỗi thứ một tí anh em biết nhiều tiền không? Ví dụ cái này nè, anh em lên anh em sẽ không mua được cái đèn này đúng không? Thì Trần Anh phải đặt đèn mới thay cho anh em. Đó, mỗi thứ một tí thôi. Nó nhiều lắm anh em. Anh em thích mẫu nào alo cho em nha. 140 triệu Captiva 208. Xe này thì Trần Anh không cần phải nói mức độ tiêu hao rồi nhiên liệu làm gì, anh em biết cả rồi. Được chưa anh em? 2.4. Xe nào mà không sợ xăng thì lấy mẫu này, lấy mẫu này về đi, thuận tiện cho anh em. Đó, mẫu này là để anh em 140 cho anh em góp 30 triệu luôn. Innova 175 góp 30 triệu. G xịn 208. 208 G xịn form mới của hai túi khí là đời 209 thôi. Đèn hai vạch nè, trên vạch dưới vạch nè, đó hai vạch nha anh em. Hai túi khí nha. Nội thất ở trong da nè. Xe này ngày xưa có chạy qua dịch vụ á anh em, rồi về chủ nhà lâu rồi. Mà đời này thì giờ cũng chả ai chạy dịch vụ nữa làm gì. Giờ dịch vụ anh em thấy người ta tàn đi đời cao không? Innova tàn từ 2015, 16, 17, 18 không? Đây Crew. Crew 175. 175. Anh em mua Trần Anh bớt 5 còn 170, hỗ trợ góp 30 triệu. Đưa trước 140 lấy ngay mẫu Crew 2010. Nói chung là xe nhiều lắm. Anh em lên anh em có quyền chọn lựa, có sự chọn lựa luôn. Chứ không phải là xe có một hai con mà anh em lên anh em coi là hết xe đâu, nhiều xe lắm. Ghế bọc mới toàn bộ đẹp nha anh em. Đó, phong dáng em Crew. Bên đây còn một mẫu Ford Everest đây. Ford Everest đời 2007. Giá sát sàn cho anh em 195. Đó, hôm nay giảm giá hàng loạt luôn. Đợt trước đang đến 201, giảm giá từ 15 đến 20 triệu trên một chiếc xe cho anh em. 60K 40305. Máy dầu, máy dầu form mới, được cái nội thất đẹp anh chị. Anh chị có nội thất nè, bọc da đồng sơn, nước sơn đẹp lắm nè. Nó bọc da xịn lắm. Vàng lạch, nguyên bản của dòng Ford Everest 2.5 chạy đâu đó lanh quanh rơi cho anh chị nằm tầm cỡ 7 lít dầu à. Máy dầu đi thì nó cũng tiết kiệm nhiên liệu, nó không có hao dầu. Anh chị nước sơn đẹp không? Đèn đuốc sáng trưng à. 60K 40305 nha. 195. Hợp lý cho anh em. Đó, hôm nay cho anh bán giá giảm xuống cho anh em rất là nhiều luôn. Bên đây còn một mẫu Innova nè. Em này sản xuất năm 2006 thì phải. 2006 anh em nha, 2006 nha. 2006 anh em, được cái gia đình. Xe này là chuẩn gia đình, không một ngày giờ dịch vụ. Anh chị nhìn cái vô lăng nè, còn thấy đẹp không? Dẫn động cầu sâu, chạy cũng 90 lít. Anh em chạy mà không có tải, tức là không có chở người á, thì nó nằm tầm 9 lít thôi. Nhưng khi anh em chạy có tải, anh em đóng máy lạnh thì nó nằm tầm 10 lít. Tại vì nó cầu sâu mà, cầu sâu nó khỏe hơn thì chắc chắn rồi. Nó phải hao nhiên liệu hơn một tí xíu, nhưng mà nhiên liệu thì không quan trọng. Quan trọng là phục vụ anh em, công việc anh em được suôn sẻ là ok hết rồi. Vạn dặm bình an, đi đường là không biết làm đường, đúng không? Là ok rồi, quan trọng là không biết làm đường thôi. Đó, chứ còn xăng cồ đâu có quan trọng anh chị. Keo chỉ là rin 100% luôn, 4 vỏ mới tinh. Đó, đường không đi thì con đường mọc đầy cỏ dài nha. Anh em không mua xe giao lưu qua lại, chúng ta đành mãi mãi phải chia tay thôi anh em. Đẹp quá, góp hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Mẫu này bán cho anh em mua 180 triệu, bớt 5 còn 175. 175 hỗ trợ góp 30 triệu với mẫu Innova. K3 hỗ trợ góp lên tới 40 triệu đây. 40 triệu K3 2015. Máy 1.6. Đây anh em, 1.6 nha. Vô lăng tích hợp rất là nhiều tính năng option. Hàng đẹp lắm.
Nè, đẹp không? Cửa sổ trời bên đây 230, bước năm 225, hỗ trợ góp cho anh em 30 triệu mẫu này, đưa trước 100 mấy lấy xe, không một ngày giờ lãi suất. Forte 1.6. Nha cô chú anh chị, em này đời 2010, đồ chơi option full kính rồi. Hàng Kia thì anh em biết rồi, Kia đi luôn luôn bền nha, luôn luôn có sự bền bỉ cho anh em. 81 Gia Lai 25643, form dáng đẹp và chuẩn chỉ lắm. Ở Trần Anh đã báo giá tận bãi rồi, anh em nào quan tâm mẫu nào thì xin hãy alo cho Trần Anh ô tô nha. Chúc anh em cô bé có một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, luôn luôn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Thành công tốt đẹp mãi mãi và bền vững về sau. Trần Anh see you and goodbye.